tâm điện tử Cao Phong xin chào quý vị, các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh, yêu ca hát. Hôm nay điện tử Cao Phong lại tiếp tục giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em một cặp súp hơi Bát 40 đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng Eric. Vâng, đó là những quả súp hơi bát mặt, súp vuông miệng cực chất luôn, bát đánh rất gọn, đánh sâu và đánh uy lực, hình dáng rất là đẹp các bác nhá, rất đẹp luôn. Một cặp duy nhất Eric, thân hình rất đẹp luôn. Đây, Cao Phong xin được quay thông số luôn để các bác cùng được ngắm nhìn. Vâng, đó, Eric HE1511-8B, công suất là 500W, trở kháng là 8 ohm, đánh ở giải tần rất là sâu, 35Hz đến 180Hz. Vâng, 100dB độ nhạy, có nghĩa là cái quả này cực kỳ tuyệt vời luôn, Eric. Hàng bãi xịn của Eric nha các bác nha, và gõ vào da bằng rất new chic, rất là tuyệt vời luôn. Thùng gỗ chống nước và sơn sần bóng, vâng, rất là đẹp. Kích thước này Cao Phong xin thông báo cho bác kích thước 24, chiều nó hình vuông, hình hộp vuông, nó chiều ngang nó tầm khoảng 50 phân, chiều sâu tầm khoảng 60 phân, và chiều cao cũng 2, 4, 6, chiều cao 60, chiều sâu 60 và chiều ngang tầm khoảng xấp xỉ cũng gần 60, có nghĩa là hình hộp vuông đó nhá, hình hộp vuông rất là đẹp luôn. Cao Phong xin được tháo một cái mặt căng ra để các bác cùng ngắm nhìn cái bát 40 nón rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, màng được quét một lớp dầu bóng để bảo vệ màng bát, nên là màng bát của nó rất là bền, và gân vải lụa tẩm dầu các bác nhá, gân vải lụa tẩm dầu. Bát 40 súp vuông miệng, 4 lỗ thoát hơi ở 4 góc, lỗ thoát hơi rất rộng nên các bác yên tâm là chất bát nó thoát ra nó bánh rất là uy lực, bánh sâu, bánh rất là gọn luôn. Một mặt căng bằng sắt và có lớp nỉ chống bụi phía bên trong và bên ngoài là mặt căng bằng sắt rất là đẹp luôn. Một logo Eric, vâng, hàng thương hiệu rất nổi tiếng Eric, chất âm của cực kỳ tuyệt vời luôn. Bác được ngắm nhìn, Cao Phong quay hình dáng để bác cùng ngắm nhìn nhá, hình súp bát mặt, súp vuông miệng, rồi đến từ thương hiệu nổi tiếng Eric. Bát đánh rất là đã, đánh rất phê các bác nhá. Bát 40 từ 220 côn 100 các bác nhá, từ 220 côn 100, một cặp duy nhất rồi, rất là đẹp luôn. Thùng gỗ chống nước và sơn sần trên đỉnh đều có lỗ để các bác cắm các cọc loa nhá, đấy, rất tuyệt vời luôn. Hình dáng đẹp, hình hộp vuông, mỗi chiều nó xấp xỉ khoảng 60, vuông 60-60, và đánh rất gọn, đánh sâu. Các bác có nhu cầu về những quả súp hơi mang thương hiệu rất nổi tiếng Eric, các bác liên hệ với điện tử Cao Phong số điện thoại 077-22-60096 để sở hữu cho mình những quả súp hơi, những cặp súp hơi đẳng cấp chất lượng như này, rất tuyệt vời luôn. Vâng, xin cảm ơn các bác. Theo đây Cao Phong sẽ nhích volume lên để các bác cùng thưởng thức chất âm của nó. Bánh bát đánh cực sâu, bánh rất gọn, bánh rất uy lực luôn nhá. Rồi, rất tuyệt vời, hình dáng rất đẹp luôn. Bát mắt hai xung quanh đều có các cái lỗ để các bác thò tay và các bác kênh vận chuyển nhá. Eric, thương hiệu Eric là thương hiệu rất nổi tiếng từ các cục đẩy, đôi loa phun, hay những cảm xúc hơi bát 40 từ 220 côn 100 có mặt tại điện tử Cao Phong ngày hôm nay, xin được làm clip để giới thiệu đến bác và toàn thể anh em. Rất là chất luôn, các mặt căng này đều được bắt rất là nhiều ốc nên rất là chắc chắn các bác nhá, rất chắc chắn luôn, nên các bác đánh công suất lớn không bao giờ bị rung bị phè. Vâng, các bác đang sở hữu những cặp loa phun hay, những dàn âm thanh khủng chất lượng thì các bác hãy đến vào những cặp súp hơi bát 40 đến từ thương hiệu rất nổi tiếng Eric, hàng bãi xịn của Eric, từ 220 côn 100 để đệm vào cấu hình âm thanh và cấu hình hát karaoke. Thì các bác liên hệ với điện tử Cao Phong số điện thoại 077-22-60096. Điện tử Cao Phong sẽ giao hàng toàn quốc cho các bác. Rất đẹp luôn. Dòng này bát đánh thì quên sầu các bác nhé, đánh tắt điện luôn. Đó, xứng đáng đồng tiền bát gạo mà các bác bỏ ra, và xứng đáng những niềm mong đợi của các bác đam mê âm thanh, những quả súp hơi bát 40 Eric. Rất đẹp nhá, còn quay rất kỹ, tất cả bát còn zin nguyên bản, còn là sản xuất, và thùng rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, thùng của nó đẹp,
rất là zin. Độ đẹp trên 80%. Hàng nguyên chất bãi luôn. Rất là đẹp. Một logo. Rất sâu luôn các bạn ấy, theo tay phun vào thẩm âm và đánh rất sâu các bạn. Đánh cực phê luôn, tiếng bát đánh rung nhẹ.